Tổng thống Ukraine chỉ rõ mặt trận khó khăn nhất ra mệnh lệnh cứng rắn. Ít nhất 7 chiến đấu cơ Su-35 Nga đã bị bắn hạ ở Ukraine kể từ đầu năm. Cựu Ngoại trưởng Pompeo đề xuất ông Trump kế hoạch về Ukraine. Hai tiểu đoàn Ukraine tự ý mở đường máu rút lui khi bị Nga bao vây dù chỉ huy không ra lệnh. Nghị sĩ Ukraine nói về cái bẫy điêu luyện của ông Putin dành cho Tổng thống Zelensky. Xe tăng Abram, 5 trạm tác chiến điện tử trúng hỏa lực, 52 UAV rơi. Tổng thống Zelensky cho biết tình hình khó khăn nhất đối với quân đội Ukraine là hướng Podolsk ở khu vực Donetsk và ra mệnh lệnh củng cố các vị trí tại đây. Tổng thống Zelensky nói, chúng tôi đang xem xét tình hình theo các hướng khó khăn một cách chi tiết với Bộ Chỉ huy quân sự, trước hết là hướng Podolsk ở khu vực Donetsk. Hướng này đã và vẫn là hướng chính của các cuộc tấn công của Nga. Tổng tư lệnh Alexander đã báo cáo hai lần hôm nay. Mọi thứ phải được thực hiện sẽ được thực hiện để củng cố các vị trí của chúng ta, khả năng của Ukraine trong việc gây ra những tổn thất hữu hình cho đối phương. Theo Tổng thống Ukraine, vào thứ Sáu, ngày 26 tháng 7, ông đã có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Umerov, người đứng đầu Bộ Quốc phòng đã báo cáo về các gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, đang được chuẩn bị với sự phối hợp của các đối tác phương Tây. Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky biểu dương những người lính Ukraine đang tấn công các căn cứ và hậu cần của quân đội Nga trên vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát. Báo cáo tính đến 22 giờ ngày 26 tháng 7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định Nga đang tấn công dữ dội nhất theo hướng Podolsk. Đối phương đã thực hiện 30 cuộc tấn công, gần một nửa trong số đó đang tiếp tục gần các khu định cư, cũng như là Zanododoka. Báo cáo viết quân đội Nga đang phải trả giá đắt cho những nỗ lực tiến về hướng Podolsk. Tổn thất của đối phương ở đây là 187 người thương vong, 3 xe tăng, 1 khẩu pháo, 2 xe bọc thép, 14 ô tô và 2 xe máy đã bị phá hủy. Trong số các thiết bị hư hại có 1 khẩu pháo tự hành 2S1, 2 xe chiến đấu bọc thép và 8 ô tô. Theo các nguồn tin từ Kiev và một số báo cáo của phương Tây, các hệ thống phòng không của Ukraine được cho là đã bắn hạ ít nhất 7 chiến đấu cơ Su-35 của Nga kể từ đầu năm. Hiện Moscow chưa lên tiếng về thông tin này. Chiến đấu cơ Su-35 thường được các chuyên gia Nga ca ngợi là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến bậc nhất. Tuy nhiên, hiệu suất chiến trường của nó ở Ukraine đã gây ra nhiều tranh cãi. Lực lượng không quân vũ trụ Nga đã phải vật lộn để giành được ưu thế trên không so với Ukraine. Không phải vì Nga thiếu máy bay để làm chủ không phận tại xung đột Đông Âu, mà do các hệ thống tên lửa phòng không hiệu quả của phương Tây được cấp cho Ukraine. Theo các nguồn tin từ Kiev và một số báo cáo của phương Tây, các hệ thống phòng không của Ukraine được cho là đã bị bắn hạ ít nhất 7 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga kể từ đầu năm. Trong một khoảnh khắc đáng chú ý, người phát ngôn chính thức của nhà sản xuất Su-35 tại Kosomos đã thừa nhận vào tháng 3 rằng hiệu suất hoạt động của Su-35 trong xung đột Đông Âu đã không đáp ứng được kỳ vọng. Vậy điều gì đã xảy ra đằng sau sự kém hiệu quả đáng kinh ngạc của Su-35 kể từ đầu năm? Lý do được đưa ra là không phải do sức mạnh không quân Ukraine mà là chính phòng không của họ. Kiev đã sở hữu các hệ thống phòng không đáng gờm như Patriot, NASAMS. Su-35 được thiết kế để chiến đấu chiếm ưu thế trên không, nhưng ở Ukraine hiện không có đối thủ nào tương xứng với nó trên bầu trời. Trong một số trường hợp, Su-35 phải hoạt động ở độ cao thấp, vì thế nó vô tình trở thành mục tiêu cho các hệ thống phòng không Ukraine. Việc Nga thay đổi chiến thuật bay thấp để tấn công mục tiêu đã khiến Su-35 dễ bị tổn thương trước mạng lưới hệ thống phòng không di động và cố định mạnh mẽ của Ukraine. Theo một nguồn tin của Nga được Matalida dứt dẫn, hệ thống phòng không uy lực của Ukraine là nguyên nhân khiến Su-35 hoạt động kém hiệu quả vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Mạng lưới này dày đặc các hệ thống phòng không tiên tiến trong không phận Ukraine là một thách thức đáng gờm, ngay cả đối với các máy bay hạng nhất như Su-35. Đến tháng 11 năm trước, quân đội Ukraine được cho là đã bắn hạ 5 chiếc chiến đấu cơ Su-35. Ngoài ra, các báo cáo ngay đầu năm 2024 chỉ ra rằng một đội tên lửa Patriot của Ukraine đã bắn hạ thành công thêm 2 chiếc Su-35 trong các hoạt động chiến đấu. Thêm vào đó, sai sót của phi công là một khía cạnh quan trọng khác cần lưu ý khi tính đến, khi Su-35 không phải là loại máy bay dễ điều khiển. Su-35 là loại máy bay tiên tiến đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng và kinh nghiệm dày dặn để có thể vận hành hiệu quả.
khi phi công thiếu đào tạo đầy đủ hoặc thiếu kinh nghiệm có thể làm giảm đáng kể hiệu suất chiến đấu của máy bay. Một số ý kiến cho rằng sự xuất hiện của F-16 tại Ukraine có thể có lợi cho Su-35. Việc đưa Su-35 đối đầu với F-16 có thể giúp khôi phục lại danh tiếng của Su-35 đã phần nào bị ảnh hưởng khi thể hiện nhạt nhòa trong xung đột tại Ukraine. Nga đang tăng cường sản xuất máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57 để tăng cường năng lực hàng không vũ trụ. Vẫn chưa có con số chính thức những chiếc Su-35 Nga bị bắn hạ kể từ khi xung đột Đông Âu bùng phát, nhưng giới phân tích cho rằng con số có thể dao động trong khoảng 15 chiếc. Su-35 được thiết kế tại Moscow là máy bay siêu cơ động hai động cơ có nguồn gốc từ Su-27 thời Liên Xô. Trong khi Su-27 được Liên Xô phát triển nhằm mục đích phát triển một máy bay chiến đấu mới có khả năng cạnh tranh với máy bay thế hệ thứ tư của Mỹ. Nguyên mẫu đầu tiên của Su-35 ban đầu được gọi là Su-27M, lần đầu tiên bay lên bầu trời vào đầu những năm 1980. Theo thời gian, nền tảng này đã phát triển thành Su-35 và được NATO gọi định danh là Flanker E. Su-35 Flanker E là một nền tảng mạnh mẽ và được trang bị vũ khí tốt nhất hiện nay của Nga. Máy bay chiến đấu này có thể mang theo tên lửa không đối không và không đối đất. Ngoài ra, Su-35 có thể khai bom dẫn đường bằng laser. Ngoài ra, Su-35 cũng được trang bị pháo GSH-30-130mm đáng gờm, cũng như có thể mang theo các loại rocket do Nga phát triển. Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng gần 350 máy bay các loại của Nga đã bị phá hủy kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Mặc dù con số này không thể xác thực, tuy nhiên, tài liệu và cảnh quay hoạt động của không quân Nga cho thấy sự suy giảm đáng kể trong đội của bay của nước này. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về các thông tin được đưa ra. Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đề xuất cho cựu Tổng thống Donald Trump kế hoạch tìm kiếm hòa bình cho Ukraine, trong đó có điều khoản tăng cường trừng phạt Moscow và cho Ukraine dùng vũ khí tấn công vào lãnh thổ Nga. Cựu Ngoại trưởng Mỹ và chiến lược gia Urban đã đưa ra bản đề xuất với cựu Tổng thống Donald Trump về kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Ông Pompeo là một trong nhiều nhân vật Đảng Cộng Hòa đang phác thảo chính sách cho nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Trump nếu cựu Tổng thống giành chiến thắng trong cuộc đua Nhà Trắng năm nay. Trong bài xã luận đăng vào ngày 25 tháng 7, ông Markey và ông Urban lập luận rằng có nhiều bằng chứng cho thấy ông Trump sẽ sẵn sàng tăng cường đáng kể sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine nếu được bầu làm Tổng thống. Theo hai người này, việc ông Trump cung cấp tên lửa Javelin cho Ukraine vào năm 2017 và quyết định không vận động hành lang chống lại việc thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine hồi đầu năm nay, báo hiệu cựu Tổng thống sẽ sẵn sàng thực hiện kế hoạch giúp nghiêng cán cân quyền lực theo hướng có lợi cho Kiev. Bài xã luận viết rằng, một kế hoạch thành công cho Ukraine của chính quyền ông Trump trong tương lai có thể bao gồm nhiều điểm khác nhau, trong đó bao gồm tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Nga, mở rộng sản xuất năng lượng của Mỹ để giảm doanh thu dầu khí của Moscow, cung cấp cho Ukraine một quỹ cho vay cho thuê trị giá 500 tỷ đô la Mỹ để mua vũ khí. Ngoài ra, theo kế hoạch hòa bình cho Ukraine mà ông Pompeo và ông Orbán đề xuất, chính quyền ông Trump tương lai nên cho phép Ukraine sử dụng mọi loại vũ khí để tấn công các mục tiêu ở bất kỳ nơi nào trong lãnh thổ Nga. Theo ông Pompeo, cách tiếp cận này sẽ buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Liên minh châu Âu, cũng như buộc phải đồng ý với phi quân sự hóa bán đảo Crimea. Nếu Nga đồng ý với các điều khoản này, phương Tây sẽ dần dần dỡ trừng phạt. Chúng sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn khi Ukraine hoàn tất gia nhập NATO và EU. Ông Trump và phía Nga đều chưa lên tiếng về kế hoạch hòa bình cho Ukraine mà ông Pompeo và ông Urban đề xuất. Kế hoạch hòa bình cho Ukraine nói trên mâu thuẫn với hầu hết những gì ông Trump đã nói về cuộc xung đột cho đến nay. Cựu Tổng thống đã nhiều lần hứa sẽ đưa ra một kết thúc hòa bình hơn cho cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine. Ông Trump mô tả Nga là một cỗ máy chiến tranh không thể bị quân đội Ukraine đánh bại. Tiếp đó, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine, ông Zelensky hôm 19 tháng 7, cựu Tổng thống tuyên bố rằng cả hai bên, Nga, Ukraine, sẽ có thể đến gần với nhau đàm phán một thỏa thuận chấm dứt bạo lực và mở đường hướng tới thịnh vượng. Ông Trump chưa bao giờ tiết lộ cách ông sẽ khiến cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Chia sẻ hồi năm ngoái, cựu Tổng thống Trump nói rằng, nếu tôi nói hết mọi thứ lúc này, tôi sẽ mất tất cả quân cờ để đàm phán. Cuộc rút lui giúp bảo toàn tính mạng của phần lớn binh sĩ Ukraine bị Nga bao vây, nhưng không giải quyết được thất bại cơ bản của các lữ đoàn Ukraine trong giao tranh ở vùng Donetsk. Đó là thất bại về mặt lãnh đạo. Một ngày sau khi bị các lực lượng Nga bao vây ở phía bắc làng Prohorivka, vùng Donetsk,
hai tiểu đoàn thuộc lữ đoàn cơ giới số 31 của quân đội Ukraine đã đưa ra quyết định khó khăn. Thay vì chờ đợi cứu viện, hai tiểu đoàn này đã tự ý mở đường máu rút lui vào ngày 25 tháng 7. Các lực lượng chiến đấu ở tiền tuyến còn lại thuộc lữ đoàn số 31 và lữ đoàn cơ giới số 47 đã cũng tự ý phối hợp để hỗ trợ các đồng đội rút lui. Với sự hỗ trợ từ pháo binh, lực lượng trinh sát trên không và các lực lượng liên quan, cũng như dưới sự chỉ huy của các sĩ quan trên bộ, các binh sĩ của tiểu đoàn số 1 và số 3 đã thoát khỏi vòng vây. Cuộc rút lui thành công giúp bảo toàn tính mạng của hàng trăm binh sĩ, tránh được nguy cơ bị các lực lượng Nga bắt giữ làm tù binh. Nhưng điều đó không giải quyết được thất bại cơ bản của các lữ đoàn Ukraine trong giao tranh ở vùng Donetsk. Đó là thất bại về mặt lãnh đạo. Các lực lượng Nga tạo đột phá kiểm soát làng Prohisk vào tuần trước, cùng với đó là sự sụp đổ của các lữ đoàn tiền tuyến Ukraine, có thể là lữ đoàn cơ giới số 110 hoặc lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 111. Tiếp đà tấn công, các lực lượng Nga đánh mạnh vào khu vực ngoại vi phía tây bắc làng Podolisk, chia cắt hai tiểu đoàn số 1 và số 3 thuộc lữ đoàn số 31 của Ukraine. Tình hình ở Podolisk và hướng rút lui của các lực lượng Ukraine sau khi bị Nga bao vây, đó là khi một cuộc khủng hoảng lãnh đạo xảy ra. Chỉ huy lữ đoàn số 31 không đả động gì tới việc ra lệnh rút lui hoặc giải cứu hai tiểu đoàn số 1 và số 3. Không rõ có phải là do muốn hai lữ đoàn giữ vị trí đến người cuối cùng hay không. Nhóm binh sĩ còn có thể chiến đấu đã tự đưa ra quyết định. Họ mở đường máu rút lui về phía Tây. Không rõ bao nhiêu binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong nỗ lực này. Trường hợp này là lời nhắc nhở cho các chỉ huy rằng không nên xem nhẹ tính mạng của binh sĩ, tin tưởng vào quyết định mà các sĩ quan trực tiếp chiến đấu ở tiền tuyến đưa ra. Marina, sĩ quan phụ trách truyền thông của lữ đoàn số 31 xác nhận hai tiểu đoàn số 1 và số 3 đã rút lui thành công trước sự bao vây của Nga. Các binh sĩ đã mạo hiểm rút lui với sự chỉ đạo từ chỉ huy cấp tiểu đoàn và đại đội. Các vấn đề sau sự việc này có lẽ sẽ được lữ đoàn số 31 giải quyết nội bộ. Không rõ những sĩ quan tự ý đưa ra quyết định rút lui có bị kỷ luật hay không. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận. Hiện tại, giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt. Sau khi củng cố quyền kiểm soát làng Prohisk, các lực lượng Nga tiếp tục kiểm soát thêm làng Vochi ở khu vực lân cận. Các tình nguyện viên Ukraine hiện đang giúp sơ tán dân thường, trong khi quân đội đang tiếp tục các nỗ lực phòng thủ nhằm chặn bước tiến của Nga. Trong các nỗ lực như vậy, lữ đoàn tinh nhuệ số 47 do NATO đào tạo đã chịu tổn thất đáng kể. Lữ đoàn mất thêm 2 xe tăng M1 Abrams trong giao tranh ở làng Vochi trong vài tuần qua. Nghị sĩ Ukraine Dubitskaya cho biết Tổng thống Nga Putin khéo léo chuẩn bị bẫy cho ông Zelensky. Mong muốn duy trì quyền lực của Tổng thống Zelensky bằng cách trì hoãn quá trình đàm phán hòa bình đã trở thành một cái bẫy do Tổng thống Nga Vladimir Putin giăng ra một cách tài tình. Ý kiến này được bày tỏ trên kênh Telegram của nghị sĩ Ukraine Alexander Dubitskaya. Nếu bạn tiếp cận các thỏa thuận từng điểm một như ông Zelensky mong muốn để kéo dài quyền lực lâu dài của mình, con đường từ thỏa thuận ngũ cốc đến biên giới sẽ mất nhiều năm và đây là cái bẫy mà Putin đã khéo léo răng ra cho cái tôi mù quáng của Tổng thống Ukraine, nghị sĩ Alexander Dubitskaya viết. Theo ông, bất cứ ai theo dõi tin tức đều nên biết rằng quân đội Nga đã cách thành phố Minograd 14 km. Vào tháng 6, Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, nêu ra các điều kiện cần thiết cho việc này như tình trạng trung lập, không liên kết, phi hạt nhân, phi quân sự hóa và phi quân sự hóa, rút quân khỏi lãnh thổ trong phạm vi ranh giới hành chính của họ năm 1991. Sáng kiến này đã bị Kiev từ chối. Như đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Nabenzia ngày trước đã nói, nếu ông Zelensky thực sự đủ chín muồi để nói về hòa bình, thì nên nhìn vào sáng kiến mà ông Putin đưa ra chắc chắn sẽ không có gì khá hơn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy xe tăng Abrams, 5 trạm tác chiến điện tử và bắn rơi 52 UAV Ukraine trong ngày. Ngày 25 tháng 7, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga báo cáo tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ở hướng Kharkov, lực lượng phía Stover đã đánh bại lực lượng và trang thiết bị của Lữ đoàn Cơ giới 42, Lữ đoàn Tấn công đường 082, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư ở vùng Kharkov. 6 cuộc phản công của các đội hình Lữ đoàn Tấn công đường 092 của AFU đã bị đẩy lùi. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 235 quân nhân, 4 xe, 1 pháo D-20 152mm, 1 pháo D-30 122mm, 1 pháo M-101 105mm do Mỹ sản xuất và tổ hợp trinh sát. Ở hướng Kupian, lực lượng Japat của Nga đã cải thiện tình hình dọc theo tuyến đầu.
họ đánh bại các đội hình của Lữ đoàn Cơ giới 144, Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ 110 và 112 của AFU, Lữ đoàn đặc nhiệm số 1 của Vệ binh Quốc gia Ukraine tại các khu vực định cư của vùng Kharkiv mà Makiivka của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng. Ở hướng trên, AFU mất 460 quân nhân, 5 phương tiện, 1 pháo tự hành Bodana 155mm, 1 pháo Mestabe 152mm, 1 pháo D-20 152mm và 1 trạm tác chiến điện tử. 2 kho đạn của UAV cũng bị phá hủy. Ở hướng Donetsk, lực lượng của Nga có được các tuyến và vị trí thuận lợi hơn. Họ đánh bại lực lượng và trang thiết bị của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 2454 Không quân số 80, Lữ đoàn Tấn công số 572 của AFU tại các khu định cư. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 680 quân nhân, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe bán tải, 1 pháo tự hành do Anh sản xuất, 2 pháo tự hành, 1 pháo tự hành Krav 155mm do Ba Lan sản xuất, 1 pháo tự hành 155mm M777, 1 pháo tự hành D-20 152mm, 3 pháo D-30 122mm, 1 pháo M119 105mm do Mỹ sản xuất. Theo hướng Andriyka, lực lượng của Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật của mình. Họ đánh bại các đội hình của Lữ đoàn Cơ giới số 28, 31, 32, 41, 47 và 151, Lữ đoàn Bộ binh 68, Lữ đoàn Dù 25 AFU, Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ 111 Ukraine. Các trận giao tranh trên diễn ra tại các khu định cư. 7 cuộc phản công của các nhóm tấn công của AFU đã bị đẩy lùi. Ở hướng trên, AFU mất 410 quân nhân, 2 xe tăng gồm tăng Abram do Mỹ sản xuất, 2 xe bán tải, 1 pháo Mestabe 152mm, 1 pháo MT-12 100mm. Ở hướng Nam Donetsk, lực lượng Vostok của Nga đã cải thiện tình hình dọc tuyến đầu. Họ đánh bại quân nhân và trang thiết bị của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 72, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 58 của AFU, Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 123 Ukraine tại các khu định cư. Ở hướng trên, AFU mất 125 quân nhân, 1 xe tăng, 2 phương tiện, 1 pháo tự hành Akastia 152mm, 1 pháo lựu D-20 152mm, 2 trạm tác chiến điện tử và 1 kho đạn dược dã chiến. Ở hướng Kherson, cụm quân của Nga tấn công nơi tập trung nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn xung kích miền núi 128, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 38 AFU và Lữ đoàn 15 thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine tại các khu vực định cư thuộc vùng Kherson. Ở hướng trên, AFU bắt tới 115 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 17 xe, 1 pháo M777 155mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo D-20 152mm, 1 pháo tự hành Akastia 152mm, 1 pháo Mistabe 152mm và 2 trạm tiếp chiến điện tử. Các lực lượng Nga đã phá hủy một kho nhiên liệu và chất bôi trơn của AFU, khoảng 5 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất tại một địa điểm có thiết bị quân sự nước ngoài và một căn cứ cho tàu không người lái. Ngoài ra, các xưởng sửa chữa và phục hồi của các nhà máy cơ khí và thiết giáp, các điểm tập trung nhân lực và trang thiết bị quân sự của AFU tại 104 khu vực dã chiến bị đánh bại. Các hệ thống phòng không Nga bắn hạ 3 tên lửa HIMARS cũng như 52 UAV, trong đó có 26 chiếc nằm ngoài vùng hoạt động quân sự đặc biệt. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!